hai lý do vì sao khả năng cao Tô Đại sẽ tha tội cho Trần Cẩm Tú. Sự thành công của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi bất ngờ vươn lên trở thành nhân vật lãnh đạo số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người dường như sẽ thay thế cho Tổng Trọng, là điều không phải bàn cãi. Đối với thủ của ông Tô Lâm là Tổng Trọng và phe cánh đang nắm số phiếu áp đảo trong chính trị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kể cả trong Ban Chấp hành Trung ương. Trước đây đã có những đồn đoán cho rằng người ngồi ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an sẽ là người của phe Nghệ Tĩnh, nếu không phải là ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, thì cũng là Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tuy nhiên, thế và thời đã thay đổi vào phút số 89 với kết quả đảo lộn 180 độ. Chủ tịch nước Tô Lâm bất ngờ vươn lên, trở thành ngôi sao sáng trên chính trường khi thành công đưa đàn em của mình vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, kiêm Bí thư Đảng ủy Bộ Công an Trung ương. Đây là điều hết sức bất thường khi ông Lương Tam Quang, tân Bộ trưởng Bộ Công an, cũng là người đồng hương với ông Tô Lâm, không phải là Ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí ông còn chưa đủ một nhiệm kỳ Trung ương Đảng để xem xét vào Bộ Chính trị. Vậy mà ông lại trở thành thủ trưởng trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, là những người từng là Ủy viên Bộ Chính trị trong nhiều khóa. Công luận cho rằng nếu đây không phải là kết luận quả của một kế hoạch do ban lãnh đạo Bắc Kinh trực tiếp can thiệp vào nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ xảy ra những nghịch lý trái với quy định truyền thống lâu đời của Đảng như thế. Dưới quan sát nhận xét, trong kế hoạch đảo chính không tiếng súng hay đảo chính mềm, ông Tô Lâm và Bộ Công an đã tận dụng kho dữ liệu lớn của Bộ Công an, bao gồm các hồ sơ nhúng chàm đầy đủ của nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương. Vụ việc cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận hối lộ 65 tỷ từ tập đoàn Phúc Sơn cách đây những 13 năm vẫn bị khui ra là một bằng chứng cho thấy điều đó. Cũng như ông Thưởng, ông Vương Đình Huệ hay bà Trương Thị Mai cũng bị ông Tô Lâm bất ngờ đánh cho gãy ghế, bởi họ là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Do đó có một quy luật, bất kể kẻ nào dám cản đường của tân vương Tô Lâm thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt và nhận hậu quả. Theo giới thạo tin, hai nhân vật Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú là những người có tên hàng đầu trong danh sách bị trảm của Đại tướng Tô Lâm. Những điều này có liên quan gì tới thông tin từ báo Nhân dân? Theo đó, chiều ngày 13 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã phải làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 cho đến nay. Giữa buổi làm việc này có ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và các ông bà là thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo giới thạo tin lâu nay vẫn đánh giá, mối quan hệ giữa ông Trần Cẩm Tú và ông Tô Lâm là khá tốt đẹp. Đó là lý do vì sao có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú từng nhận tới 2 triệu đô la của bà Hoàng Thị Thúy Lan, là cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Nhưng ông Tú vẫn bình an vô sự cho đến nay. Hơn thế nữa, ông Tú là một nhân sự quan trọng trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Nếu chiếu theo quy định của điều lệ Đảng thì trong nhiệm kỳ tới chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 còn ở lại, đó là Trần Thanh Mẫn, Đinh Tiến Dũng và Trần Cẩm Tú. Vì thế, Trần Cẩm Tú càng cần bị loại bỏ để Tô Lâm cơ cấu nhân sự của mình vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để khép kín quy trình xử lý kỷ luật của Đảng, và khả năng cao ông Vũ Hồng Văn, là em vợ Tô Lâm, sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực này. Theo giới quan sát, có nhiều khả năng khác nhau trong việc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thay mặt Đảng đã tiên hạ thủ vi cường làm việc với Ban Kiểm tra Trung ương. Các khả năng có thể xảy ra có đó là: thứ nhất là bảo vệ Trần Cẩm Tú thoát tội một khi Tô Lâm muốn xử lý. Thứ hai là ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã dàn xếp để các phe cánh trong Đảng bắt tay nhau trong việc đưa Chủ tịch Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao, với điều kiện không được trả thù các cá nhân và phe cánh vốn là kẻ thù cũ, trên tinh thần hai bên cùng có lợi. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin hai lý do vì sao khả năng cao Tô Lâm sẽ tha tội cho Trần Cẩm Tú. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô Đại đã đoạt quyền và biến Tổng Trọng thành cái bóng của mình
như thế nào. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện trở lại sau những đồn đoán mới đây về sức khỏe của ông. Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng Bí thư đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, chiều ngày 12 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, các lãnh đạo chủ chốt tham dự cuộc họp gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Cuộc họp đánh giá tình hình và kết quả công tác trong các tháng 4 và tháng 5 năm 2024, đồng thời bàn về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Những hình ảnh do Thông tấn xã Việt Nam loan tải cho thấy thần sắc của Tổng Trọng rất kém. Dù mặt của ông có vẻ đầy đặn hơn, nhưng theo giới y khoa nhận xét, sự đầy đặn này như kiểu bị giữ nước, còn gọi là phù. Có thể là do tác dụng phụ của việc sử dụng loại thuốc liều cao. Qua tìm hiểu được biết, thuốc này là loại thuốc có tác dụng tương tự như hormone, được sản xuất bởi hai tuyến thượng thận bài tiết vào trong máu. Một phần là được công luận và giới quan sát quan tâm. Đó là kể từ sau khi Hội nghị Trung ương lần thứ 9 xuất hiện một hình thức họp mở rộng cho tứ trụ theo công thức 4+2, với việc bổ sung hai nhân vật là Thường trực Ban Bí thư và Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Điều này giống như các cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó có liên quan gì đến việc, theo giới thạo tin, các cố vấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã góp ý với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rằng cần có những bước chấn chỉnh trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương theo đúng mô hình của Trung Quốc. Đây là phiên họp các lãnh đạo chủ chốt lần thứ hai. Nếu so sánh phiên họp lần trước diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương lần thứ 9, có thể thấy vị trí ngồi của các lãnh đạo này cũng đã thay đổi. Cụ thể, thay cho vị trí của cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong phiên họp trước là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ngồi đối diện với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm đã chuyển sang vị trí cánh tay trái của Tổng Bí thư, còn Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn giữ vị trí cánh tay phải. Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, đã đổi chỗ ngồi ngự trên ghế ngoài rìa phía đối diện với ông Trọng. Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc thì ngồi bên phải ông Mẫn trong vai trò thư ký. Theo giới phân tích, trong các kỳ đại hội Đảng từ đầu năm 2000 đến nay, với định chế Bộ Chính trị đã phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo. Nhờ đó, ban lãnh đạo đã cho ra đời rất nhiều quyết định quan trọng, đặc biệt là về công tác nhân sự đối với các vị trí lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, kể từ sau đại hội lần thứ 12, với sự tiếm quyền của Tổng Trọng đã dẫn đến việc số đông các ủy viên Bộ Chính trị là do Tổng Trọng bày binh bố trận, đưa vào Bộ Chính trị với mục đích thao túng, nhằm nắm số phiếu biểu quyết áp đảo. Với định chế Bộ Chính trị theo cách này, thì đương nhiên Tổng Trọng là người cầm trịch trong vai trò lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ông Trọng là người toàn quyền quyết định nội dung của cuộc họp, triệu tập cũng như điều hành các phiên họp. Điều đó đã dẫn đến tình trạng một tỷ lệ rất cao ủy viên Bộ Chính trị trở thành cái bóng của Tổng Bí thư, và mọi quyết định do Tổng Trọng đưa ra đều được Bộ Chính trị đồng thuận một cách gần như tuyệt đối. Nhất là quyết định liên quan đến các vấn đề nhân sự, bổ nhiệm hay kỷ luật đối với lãnh đạo cấp cao. Đó là lý do vì sao, theo ý kiến của lãnh đạo Bắc Kinh, thì tình hình thức họp của các lãnh đạo chủ chốt, tức là họp Bộ Chính trị thu hẹp hay họp tứ trụ mở rộng, được Chủ tịch nước Tô Lâm triệt để khai thác. Vì với phương thức này, ông Tô Lâm giành được ưu thế tới 4/6 so với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, 4 nhân vật bao gồm Tô Lâm, Trần Thanh Mẫn, Phạm Minh Chính và Nguyễn Duy Ngọc sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho ông Tô Lâm. Phe Tổng Trọng chỉ có 2 phiếu của Lương Cường và ông Trọng. Tứ trụ Việt Nam bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Đây là mô hình lãnh đạo tập thể mà Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn áp dụng. Nhưng đến nay, với công thức 4+2, với việc bổ sung hai nhân vật Thường trực Ban Bí thư và Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch Tô Lâm dễ dàng thâu tóm được các ý kiến tập thể của 16 hay 18 ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình thức đoạt quyền âm thầm, êm thấm của Chủ tịch Tô Lâm đối với Tổng Trọng mà ít người biết được. Đồng thời, hiển nhiên Tổng Trọng trở thành cái bóng của ông trùm mật vụ, để rồi chuẩn bị về vườn trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn được theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm đã đoạt quyền và biến Tổng Trọng thành cái bóng của mình như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de